Long time, everybody. Welcome back. Mình chỉ có mấy mạng thôi mà. Today we're gonna do a crawfish and spring roll feast. This is like the biggest pot in the world. That's like chef here. I'm a helper. Nhưng mà tự nhiên ngồi bảo IC giờ mình nói tao. Quên rồi. Chắc phải chạy ra tao lấy điện thoại quay đồ quá chụp. Ê, mình chờ nhớ mình chụp hình mình gửi qua điện thoại tao cho anh. Nãy mà cũng đưa mình chụp nó gửi rồi. Đâu. Đâu nghĩ. Trời ơi, con này nó bằng ái. Đừng mát, không sống rồi. Không á. Sợ thấy cái... nó mượn gấp đôi con này hay là over gấp lên là gấp đôi luôn á. Chụp hình đó. Action! Ở trong nhà á. Không có hành anh Phong ơi. Không có hành cũ hả? Không. Tôi nói hành không có hành cũ, không hành không tin ra. Rồi ta cầm nó cho thọc. Rồi rút cái cây ra nha, thọc cho đi vô xong rút cái cây ra. Ý. Rồi đó. Không, nó bị rồi, gấp đôi over luôn. Đồ cái này nắp hai trang ngược luôn dễ mang. Đúng nha, quay xong bỏ lên YouTube luôn á, con nhìn mới sợ. Rồi bây giờ quăng anh lấy cái bạc ra bỏ cái bạc đó đấy, trời ơi, trả cho cái bàn á, cái bàn nó đi nước vô rồi, trời ơi cá gì rồi chảy dài ra được không. Ừ, má vừa cho tấm bia xong ý má này nhờ cũng như không. Tấm đầu nó lại nó cầm nó xích cho nó qua đây chút rồi, xích qua đây chút nữa rồi. Lâu đúng chút. Mà không cách nào nhảy. Nó bây giờ như cái đầu mới thấy. Xếp khúc bây giờ thời này đâu mới biết mặt. Chef finally arrived here. Well, what are you cooking for us today, chef?
tái con người món mới được chế rồi ok tao không có bộ đẹp trai nhìn dáng rất tình còn đàn em mà nghe theo Henry chọn thì hai vợ chồng đã chọn rồi không để giờ em tự ủa chồng hai chồng cùng chơi chung anh tại sao chồng một mình chồng chốt vậy sao hiền hài dữ vậy trời có chuyện gì vậy lỡ chồng đi hết cái chuyện này là cái sự ngưỡng mộ và thay cho những người khác. Sẽ mười mấy chai gì không? Nhưng mà sao em ăn em thấy hơi đắng? Hơi đắng? Cái đi nè. Garlic. Sợ garlic nó bị hơi đắng. Không, cái garlic á, cái garlic của tụi kia nó làm mà biết nó dùng cái gì không? Nó dùng mà nó cay mà nó hơi đắng. Chứ là nó không có cay. Nó cả chạy về cảnh sát nó đậu bên kia tao nó xuống á. Chợ nó mua cái bò bắp với lại đồ thôi, tao phải chạy về, tao phải chạy đi chợ. Sưu sếp mới đi mới, chợ sếp, mua hả? Sưu sếp thấy quay phim mới cầm cái đũa lại quậy. Trẻ quậy rồi. Mua gì? Ba cái bắp rồi nè, cái cam nè. Thằng này nó phê chứ. Cái cà ly nó xanh lè. Giờ tao quay nó đi. Thiếu thằng director. Có kéo qua cái chỗ nó trồng rau mới được ok. Đó, là vừa tưới xong rồi. Rau cho nó luôn. Chơi 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 một. Thôi. Nói miếng. Anh lại cãi hả? Ơ, anh là đang vậy? Muốn rồi. Có lớn rồi anh. Quỷ mà nó nghe đi nó quay phim sau đi nó gục lo đầu. Anh đâu gục lo đó chứ chèm muốn nữa. Soi thì yếu gì đã đủ rồi từ từ gì phải từ từ gấp đi quá khó đu mình ăn trước mình ăn nhậu đu luôn thôi mình chỉ cần cái crab thôi mình ăn nhiêu mình luộc nhiêu thôi sẵn này thôi đúng là ba đi ăn ba crawfish boil today, snake heads in the grill. Tới mình nó dạ, đúng chắc rồi. Núi nhà mà con nhỏ. À, bỏ đây ba à, già rồi. Đang nhờ bán cho ăn trong nhà ơi. Ừ mày. Có phí tử 1 giờ mày. Chào cha nè mày. Đó,
con cuốn sẵn hết rồi. Con cuốn đó rồi. Hết rồi. Con cuốn. Con cuốn là một con cuốn nè. Con cuốn sẵn đó. Food for beer. Để cái nắp vô cái mình lắc vô mình tập cái.